vậy nó cũng không được. Cho nên là ý đồ của Hào và cùng với anh Duy Mỹ và anh Long là muốn kết thúc ngang đây để thấy được những cái gì mà mình đánh đổi, mình làm nên mình sẽ có những cái quả báo, mình sẽ có những cái đau khổ, chứ không phải là ai gây tội lỗi rồi cũng được sự tha thứ. Dạ, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Nguyễn Kim Hào rất nhiều đã có những chia sẻ vừa rồi để lý giải cho chúng ta nhiều điều hơn. Và cùng với những cái điều vừa rồi, cũng xin được phép mời nghệ sĩ Linh Tâm cũng sẽ có lời chia sẻ. Sau khi xem MV xong thì nghệ sĩ Linh Tâm thấy như thế nào? Và mình có cái điều gì để có thể góp ý thêm cho anh Kim Tiểu Long cũng như ekip không ạ? Trước tiên thì Linh Tâm xin chào tất cả các anh em báo đài và tất cả bạn bè đồng nghiệp và tất cả khán giả đến đây để ủng hộ cho Kim Tiểu Long. Hôm nay thật sự em là hôm nay đến đây á, thứ nhất là rất là yêu mến em, cái thứ hai là vì cái tượng của em á ly hôn không có giống, tại vì anh nghe thì anh nghe chữ ly hôn thì nhất anh bị nhột, thành ra anh vô cõi tê thử có nói xấu vậy anh không, thôi anh quên nói xấu phụ nữ luôn. Anh biết có một cái ý đồ rằng mà tới đây thế nào, nó muốn nói với anh là em muốn nói xấu anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà có điều á, sau khi xem xong cái này rồi, xem xong kịch bản rồi thì phải nói một điều là kịch bản thì mấy em đã tâm huyết rồi, đạo diễn là diễn viên, tất cả những người làm cái công tác là ra một cái sản phẩm của mình đều có tâm huyết, và cái tâm huyết đó cái người cuối cùng phán xét vẫn là khán giả quý vị ạ. Thành ra để cho mọi người hiểu một cách có thể nếu mà MV trở thành công thì triệu view hay là hơn nữa cũng chừng ha. Nhưng mà thành ra anh chỉ nói một điều về cái tâm tình của anh để với em thôi. Một điều anh muốn nói với tất cả mọi người và tất cả anh em làm bộ phim, anh tâm phục khẩu phục em. Cái thứ nhất là nghệ sĩ người ta nói làm mà để ăn, mà Kim Tiểu Long làm không có ăn, ăn chay ăn ít lắm, làm thì rất là nhiều tiền mà không có ăn. Nghệ sĩ có rất nhiều thú vui cái gì à, làm có tiền nhiều đổi xe nè ha, rồi sắm sửa đồ đạc tân trang nhà cửa. Nhưng mà em á, hình như là anh có cảm giác em làm bao nhiêu đổ làm phim hết trơn nè, chắc lời lắm á em. Anh không biết, nhưng mà có một điều em đang đổ hết tâm trí của em, đổ hết cái máu, cái gọi là những cái mà em dâng lên cho tổ nghiệp bằng cách em làm những cái bộ phim, những cái đề tài để mà đánh thức mọi người. Đó là một điều rất là tốt. Và cái ý của anh tâm phục khẩu phục có nghĩa là anh muốn là nếu mà mai mốt có cái chuyện nào có gian nhỏ nhỏ chút xíu, anh vô anh phụ giúp em chút. Thì anh em cũng làm được cái gì đó để mà đóng góp hơn cho mọi người. Cảm ơn tất cả một tình cảm cái gì để dành cho Kim Tiểu Long. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Linh Tâm rất nhiều ạ. Dạ anh Mỹ có điều gì chia sẻ ạ? Dạ, đầu tiên thì Dung gửi lời chúc mừng đến anh Long cũng như là toàn bộ các anh chị trong ekip. Dung đến từ đơn vị Nha Khoa An Na. Dạ. Và hôm nay khi mà xem cái MV xong thì Dung thấy rằng nó có rất nhiều những cái thông điệp ý nghĩa trong cái MV này. Thứ nhất đó là ly hôn hay là sống với nhau thì Dung thấy nó đều là phù hợp hết. Bởi vì trong cái MV này nếu như mà với cái tính cách của một người cha như vậy và một người mẹ như vậy, nếu như mà chung sống với nhau thì chưa chắc gia đình đã hạnh phúc và đứa con đã được trưởng thành một cách tốt nhất. Nhưng khi mà ly hôn như vậy rồi thì với cái sự yêu thương bao bọc cũng như là cái sự gọi như là tình yêu thương của bà đó, thì Long trưởng thành hơn và gọi như là một cái con người khi mà lúc lớn thì cảm nhận nó điềm đạm hơn. Nếu như mà bà con cô bác anh chị, nếu như mình nhận thấy những gia đình mà ly hôn á, mà thường á thì các bạn nhỏ sẽ gọi như là cái gì ta, giống như là bị hụt hẫng, rồi các bạn sẽ phá cách, rồi các bạn sống nó hơi bị bốc đồng hoặc là nông nổi á. Nhưng mà với cái tình yêu của bà ngoại như vậy thì Dung thấy rằng đây là một cái MV để cho tất cả những người đang sống trong cái hôn nhân, ly hôn rồi hoặc là chưa ly hôn, thì mình đều có cái bài học cho mình. Đặc biệt đó là mình làm gì mình cũng phải suy nghĩ kỹ. Và thật sự
ở với nhau hay không ở với nhau, nó cũng là phù hợp và làm sao để nuôi dưỡng những đứa con mà mình đã sinh ra một cách tốt nhất. Dạ, cảm ơn anh Long, bởi vì hôm nay em xem em nhận được rất là nhiều thông điệp. À, hôm nay em đến với lại các đứa em của em thì ở đây có hai bạn trong cái tình trạng là ba mẹ ly hôn, và đúng như cái MV mà anh vừa mới làm. Và bạn Long thì được bà ngoại nuôi, còn ở đây thì có một đứa em cũng chung team, cũng làm chung với lại team anh Khương Dừa luôn, và bạn cũng ly hôn như vậy và được bà nội nuôi. Thực sự em đã nghe cái hoàn cảnh này rồi. Nếu như hôm nay đúng là một cái câu chuyện như vậy thì cũng mời Phước Hưng luôn, cũng chia sẻ luôn để nó cũng giống như là một bài học để cho các bậc cha mẹ mình suy nghĩ trước khi mình hành động. Dạ thì em cảm ơn chị Dung Nguyễn Dung Dĩa. Dạ là nói đầu tiên thì cho phép Phước Hưng xin kính chào anh Kim Tứ Long. Dạ cũng toàn thể các anh chị, cô chú nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm nay. Dạ thực sự thì Phước Hưng cũng làm hoàn cảnh của Phước Hưng từ nhỏ tới lớn giống như 100% trong các MV của anh Kim Tứ Long làm. Trước đây thì Hưng có đi coi nhiều bộ phim rồi, cũng có cảm xúc, cũng có khóc có, nhưng mà rất là ít. Nhưng ngày hôm nay chỉ có dọn dẹp một cái MV khoảng độ 15 phút thôi đâu. Dạ. Nhưng mà em khóc rất là nhiều. Em coi cái MV này em không đặt là em là một người đi coi, mà em đang đặt em là anh. Em là anh Long trong cái MV này luôn. Cho nên là em rất là cảm xúc. Và em với mẹ em thì cũng giống như cái MV này vậy đó. Thì em có dự tính với mẹ em, thì trong đầu em có đã dự tính tương lai em sẽ như thế nào với mẹ rồi. Nhưng mà thì em cũng đang trông chờ, em đang trông chờ những cái MV sắp tới của anh Long. Khi anh Long làm nữa thì em sẽ trông chờ coi như là cái kết quả của những cái MV sắp tới nó có giống như những cái gì em mong muốn hay không. Dạ thì lời cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn anh Long rất là nhiều vì đã ra một cái MV rất là hay, rất là cảm xúc như thế này. Và dạ, chúc cho cái MV của anh Long được triệu view như lúc đầu là mọi người mong muốn ạ. Xin cảm ơn bạn Phước Hưng rất nhiều và chia sẻ của bạn như một câu chuyện đồng cảm cùng với ly hôn. Đó chính là một trong những điều mà chúng ta thấy thực tế có rất nhiều những câu chuyện giống như vậy và gần giống như vậy. Nói gì nói hồi nãy giờ có một trong hai đối tượng mọi người bàn luận dữ lắm. Cho tôi dạ. Nói đi, cho tôi nói trước đi. Ai dạ, dạ tôi đây. Dạ tôi ai mời anh Thanh Hiệp. Dạ. Nãy giờ thì nhiều người đã nói rất là nhiều những cái chia sẻ của mình khi xem cái sản phẩm này của Kim Tiểu Long. Tôi chúc mừng em bởi vì luôn luôn có những cái sản phẩm cho cái con đường nghệ thuật của mình. Mà tôi muốn em có một những cái sản phẩm sắp tới nó tích cực hơn. Ví dụ như đừng có ly hôn 1, 2, 3, 4 gì nữa hết, mà em làm tái hôn. Em làm tái hôn hoặc là hấp hôn. Cái gì đó để thấy rằng là nó có cái động lực tích cực cho cái sự nghiệp nghệ thuật của mình. Bởi vì thật ra những gì mà Kim Tiểu Long được như ngày hôm nay là được tổ nghiệp cho rất nhiều. Và như anh Linh Tâm có chia sẻ thì em làm cũng thu nhập cũng khá khá. Mà ăn chay không à? Không. Giờ tiền nhiều để làm gì? Thì phải có một cái máy ấm gia đình mới để lo cho con, lo cho vợ. Là có thêm nhiều cái sản phẩm thật hay. Nhất là có những cái học trò của mình nữa. Bởi vì tôi biết em cũng có nhiều người học trò, những người yêu mến em, thần tượng em, theo học và em trao truyền cho họ những cái kinh nghiệm của mình. Thì tôi tin rằng với những cái năng lượng mà em có được hiện nay và cái sự ủng hộ của rất đông những cái đồng nghiệp, thì những cái sản phẩm tới nó phải mang cái sự tích cực. Chứ mình đừng có đi vào cái đề tài mà nghe buồn quá. Nãy giờ thì có thể chúng ta tranh luận với nhau là vai trò của người mẹ, người cha, hoặc là cái tấm gương người phụ nữ, người Việt Nam phải như thế nào. Thì cái điều đó là rất là nhiều những cái sản phẩm đã làm, từ phim ảnh cho tới sàn diễn. Nhưng tôi muốn ở đây những cái sản phẩm mới của Kim Tiểu Long để mang cái màu sắc tươi đẹp hơn. Nhất là em phải tái hôn. Một lần nữa xin chúc mừng Kim Tiểu Long. Yeah, cảm ơn Thanh Hiệp rất nhiều với một lời ý để chuẩn bị ra MV kết hôn và tái hôn chẳng hạn. Dạ. Anh có muốn chia sẻ lại với anh Thanh Hiệp không? Dạ. Cảm ơn những lời động viên của anh Thanh Hiệp rất là dễ thương. Long với anh Thanh Hiệp rất là quen biết nhau mười mấy năm nay rồi, coi như là một người anh rất là tuyệt vời rồi. Và những lời động viên của anh nữa thì Long nghĩ là bởi vì trong cuộc sống này mà Long làm cái điều gì, Long cũng hiểu được cái luật nhân quả.
cái gì nó cũng có luật nhân quả hả con người, mà làm một cái hành động nhỏ gì cũng có luật nhân quả hết trơn á, cho nên mình không có chạy trốn ở đâu được hết trơn á. Cho nên là bởi vì do nên là Long muốn làm để những cái bộ phim như thế này thì đôi lúc thì có những cái phim buồn, có những cái phim vui, có những cái phim cười, nhưng mà từ từ như là Long sẽ cố gắng Long đi hát, Long để dành tiền, Long sẽ thực hiện nhiều hơn nữa để những cái MV giống như anh Thêm Thiệt nói, nó không phải là ly hôn, lần sau là coi như là tái hôn, hay là trực tiếp nữa là coi như là cưới vợ lần nữa, thấy không? Rồi hoặc là sanh con lần nữa. Đó là như vậy. Em cảm ơn Niệm rất là nhiều những lời mà động viên cho em. Em nghe lời anh, làm sao mà chắc kỳ này về phải đẻ thêm vài đứa nữa quá. Cái kỳ này phải đẻ thêm vài đứa nữa quá. Dạ, những giây phút chúng ta đã có những phần trò chuyện rất là dí dỏm, đặc biệt có hai nhân vật hồi nãy giờ vẫn còn nằm ở trong MV và cảm xúc dâng trào luôn. Dạ, đây cũng là một câu hỏi chung của cả anh Ngọc Dũng cùng với lại Thái Hân Nhiên, đó là lý do tại sao mình lại chịu nhận vai này, tại vì cái này gọi là chia tan đàn sẻ nghé trong gia đình của mình đó, thì tại sao mình lại chấp nhận để tham gia cùng đồng hành với anh Kim Tiểu Long? Chưa biết nội dung đâu, nhưng mà nó ủa sao đóng cái vai này sao mà nó hung dữ quá, thì đạo diễn Kiến Hào kêu cứ căng lên vậy đi, căng lên thì nó đúng rồi. Nhưng hôm nay em coi cái bộ phim này xong thật sự là mấy nó giống hoàn cảnh của chị em, nó y chang luôn, nhưng mà mỗi người em thấy là thật sự ra là nên bớt cái tôi của mình, thì thật sự đó các bạn, em thì chưa có gia đình nhưng mà cái hoàn cảnh nó y chang của chị em. Cái người con bây giờ nó không có được may mắn để mà nó như em không đâu. Nếu mà cứ như vậy đó, con của mình nó không may mắn vậy thì nó làm sao đây, ở ngoài đời nó không. Nên hôm nay em coi cái này trong thật sự em cố em kìm lắm, nhưng mà em khi mà em chưa có gia đình, nhưng mà hãy đừng có mà cái gì đó nóng quá, rồi ông làm lợi gan, ông bà làm lợi gan mà ăn chả ăn nem thì con nó cũng biết đi về đâu, giống như cháu em giờ nó khổ lắm, anh vẫn đau cậu nó cũng không giúp được gì nó, em nhìn hết rồi. Em xin được kính chào quý vị khán giả và các cô chú có mặt tại nơi đây ạ. Giờ em xin trả lời câu hỏi của chị MC. Khi mà lần đầu tiên em nghe anh đạo diễn nói về cái vai diễn á, thì em được hiểu, được nói sơ về cái kịch bản, thì cái tính cách của cái cô này thì nó trái ngược với em hoàn toàn luôn. Cho nên là em cũng hơi lo là mình không biết mình có nhập vai được không. Nhưng mà em nghe được cái thông điệp của cái MV thì em rất là rất là tâm đắc với cái thông điệp, là cũng như nãy giờ mọi người đã nghe chia sẻ là thông điệp là khi mà vợ chồng với nhau nhìn khi mà có ý định gì thì hãy suy nghĩ từ đầu, thì ở đây em nãy giờ cũng như các anh chị diễn viên ở đây thì khi mà coi MV thì em cũng rất là coi lại, nhưng mà coi mình diễn đó thôi, nhưng mà em vẫn bị rất cảm xúc và cũng ráng kìm nén, rất là thấy rất là đau lòng. Và em chia sẻ luôn, mà có một cái cảnh mà cái lúc em diễn á, cái cảnh em đau lòng nhất là cái cảnh mà em bỏ đứa con lại, thì cái lúc đó em ngồi trên thuyền, nhưng mà em ý là em thấy đứa con nó kêu vậy, em không có kiềm chế được, em muốn bay khỏi cái thuyền đó để em quay lại, nhưng mà bây giờ cái vai diễn á là phải bỏ đứa con, cho nên là mình phải đánh gặp vai thôi, thế là em phải quên cái đó đi. Nhưng mà thực sự là nhưng mà nói chung là em rất là vui và hạnh phúc vì được đồng hành với anh Long trong cái MV này. Dạ, rất là biết ơn anh Long cũng như các anh đạo diễn, dạ, để cho em được có cơ hội hợp tác. Dạ, cái thông điệp rất là ý nghĩa, mặc dù em cũng làm diễn viên mới thôi, cũng chưa có kết hôn luôn,
Nhưng mà em cũng thấy rất là nhiều hoàn cảnh rất là đau thương, à, những cái đứa trẻ nó không có đầy đủ gia đình thì em cũng cảm thấy rất là đau lòng. Dạ, cho nên là em rất là thích cái MV này. Dạ, em xin cảm ơn.